chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Quân Vi. Bạn nào đang theo dõi kênh của mình hoặc đã xem các video trước của mình thì cũng chắc chắn sẽ có một cái thắc mắc là tại sao trong một hệ aquaponics ngoài trời thì lại có thể miễn nhiễm được với các loại sâu bệnh và rau có thể mọc đẹp không khác gì trồng trong nhà kính là bao. Thì không giấu gì các bạn, mình để kiểm soát sâu bệnh trong hệ thống aquaponics của mình thì mình sử dụng tổng hợp rất nhiều biện pháp. Trong đó chính là sử dụng thiên địch này, sử dụng vi sinh, sử dụng phương pháp bắt bằng tay và ngoài ra còn sử dụng bẫy dính. Đó, rất nhiều phương pháp. Thì ngày hôm nay trong video này mình xin chia sẻ công thức và hướng dẫn các bạn cách ủ vi sinh để kiểm soát sâu bệnh trong hệ thống aquaponics. Đó là một trong các biện pháp mà mình đã sử dụng trong hệ thống của mình. Thì việc quản lý và sử dụng vi sinh trong hệ aquaponics rất là quan trọng. Nó là một cái yếu tố tiên quyết và quyết định cái sự thành bại của một hệ thống. Thì công thức mình chia sẻ sau đây nó là công thức gốc. Khi các bạn làm tốt cái công thức gốc rồi đấy thì các bạn có thể thêm các nguyên liệu khác tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Có thể là sử dụng biến nó thành phân bón lá này, hay có thể biến nó thành cái thuốc trừ sâu sinh học. Rất nhiều cái biến thể mà các bạn có thể vận dụng từ cái công thức gốc này. Thì bây giờ không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn cần có các nguyên liệu sau như mình đang trước mặt đây. Đó, các bạn quan sát này. Đầu tiên mình sẽ cần chuối này, chuối tiêu các bạn nhé, chuối chín đấy. Đó. Thứ hai nữa là cái cám gạo. Thứ ba là mật chỉ đường. Đấy. Thứ tư là men vi sinh. Cái loại này rất rẻ đấy các bạn. Mình mua cái hộp này ở ngoài cái là 20.000. Các bạn chú ý khi mua men vi sinh thì các bạn chú ý thành phần của nó thì gồm có cái chủng Bacillus subtilis và Lactobacillus acidophilus. Đó, có hai chủng này. Ngoài ra thì tiếp theo nữa là đây là sữa chua. Rồi và cuối cùng chính là men rượu đấy. Đây. Đây là mình có cái quả men rượu đấy. Và một cái thùng sơn để đựng cái hỗn hợp của mình đây. Đó, đây là thùng sơn. Các bạn thùng sơn này các bạn rửa sạch, sau đó các bạn tráng qua nước nóng một lần các bạn nhé. Rồi, cách làm cụ thể như nào thì các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình 10 lít nước sạch. Các bạn có thể dùng nước giếng khoan hoặc là nước máy cũng được. Nhưng mà các bạn chú ý khi các bạn dùng nước máy ấy, thì các bạn phải để cho nước bay hết cái clo đi đã. Bởi vì nếu chúng nó có cái clo nó sẽ làm hỏng hết cái vi khuẩn của chúng ta. Đây. Các bạn chú ý là trước khi cho nước vào thì chúng ta phải rửa cái vật liệu thùng chứa này bằng cái nước sôi nha các bạn nhé. Đó, đầu tiên là như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng 500ml mật rỉ đường. Đó, chúng ta đổ vào. Rồi chúng ta khuấy đều lên. Tiếp nữa là chúng ta sử dụng 6 quả men rượu. Đó. Chúng ta sẽ bóp nát nó đi. Các bạn chú ý nhé, chỉ 6 quả thôi nhé.
Rồi, sau đó chúng ta lại khuấy đều lên. Tiếp nữa, chúng ta sẽ cho một quả chuối tiêu vào. Các bạn chú ý nhé, chúng ta chỉ cho một quả thôi. Chuối tiêu chúng ta bóc vỏ đi và chúng ta bóc nát lại. Tiếp đến là chúng ta cho một hộp sữa chua như này. Đây này, đây mình sử dụng là Vinamilk. Đây một hộp nữa. Rồi, chúng ta lại khuấy đều lên. Tiếp sau nữa, chúng ta sử dụng 10 gói men tiêu hóa này các bạn nhé. 10 gói đấy ạ. Đây ạ. Đồ ở đây mình cắt sẵn rồi. Rồi, sau đó chúng ta quấy nó lên, tiếp tục quấy đều lên. Rồi, cuối cùng chúng ta sử dụng 200g cám gạo nha các bạn nhé. Đấy, trong cái tỷ lệ của mình là chúng có 200 cám gạo cho vào cuối cùng nhất. Cùng là khuấy đều lên. Rồi, đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Để các bạn dễ hình dung thì mình xin tổng hợp lại cái công thức của cái thùng vi sinh đến như sau. Thứ nhất là chúng ta cần có 10 lít nước. 10 lít nước các bạn nhé. 500ml mật dỉ đường. Đây là 10 gói men tiêu hóa. Một quả chuối. Một hộp sữa chua. Và 6 quả men rượu. Đơn giản vậy thôi. Thì với cái hỗn hợp này thì chúng ta sau khoảng 3 đến 4 ngày thì chúng ta sẽ sử dụng được vi sinh này. Các bạn chú ý là mỗi ngày chúng ta sẽ mở nắp ra và chúng ta đảo một lần các bạn nhé. Đây. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta trộn hỗn hợp xong chúng ta sẽ đậy nắp lại và một ngày chúng ta sẽ đảo một lần. Đó, đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy nhấn nút like và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.